Tôi tên là Trần Quang Quân, nghề nghiệp giữ xe, đã giữ xe được 24 năm, từ bãi tắm cho biển Hồ Hội An. Lấy tờ một đồ bay các mẹ thằng hotel tu mô đầu vừa lấy vần này vần phôi á. Maybe next year come back again. You very handsome, beautiful, but what's on Luna? Lay later, motorbike, you come back in an hotel. Thank you. High five. What's up, doing? How you doing? What's up, man? Can I microphone about me, mate? Yeah.